Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều ngày nay, người dân xóm 1 thôn Đan Tràng, xã Hồng Vân, huyện Ân Thi bức xúc về dự án đường giao thông thi công dở dang gần một năm nay, gây khó khăn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Năm 2016, theo chương trình hỗ trợ xi măng của tỉnh, người dân đóng góp mỗi khẩu 700.000 đồng với tổng kinh phí hơn 72 triệu đồng để làm con đường có chiều rộng 2 mét nhằm mở rộng đường, nâng cao các tiêu chí giao thông. Xã đã đầu tư mở rộng đường với bề mặt 5 mét. Người dân dọc tuyến đường đã tự nguyện chặt bỏ cây ven đường để hỗ trợ thi công. Tuy vậy, sau gần một năm, dự án mới chỉ xây dựng được phần kè dở dang. Người dân đi lại rất vất vả do đường cũ đã bị vỡ, nhiều thùng vũng, hố sâu ven đường và nước ô nhiễm tồn đọng. Con đường này làm từ năm 2022 đến tháng 8 đấy, thì là con đường này xây xong cái móng, là công trình dừng không làm nữa. Cho đến bây giờ là vẫn bỏ, không thấy một cán bộ nào đến để mà nhìn. Khi bỏ bê như này, công rãnh, thứ nhất là cái nước bẩn rồi ô nhiễm môi trường, thứ hai nữa là sau khi cái xóm này trẻ rất đông mà từ trong cổng mà đi ra rất nguy hiểm. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân cho biết, dự án này có chiều dài 500 mét, trị giá 2,9 tỷ đồng, được ngân sách tỉnh hỗ trợ 1 tỷ đồng, còn lại ngân sách xã đối ứng. Hiện nay do xã chưa đấu giá được đất giãn dân nên chưa có kinh phí để thi công tiếp. Chúng tôi đã gặp coi như là bên công ty Minh Hoàng thì cũng là động viên công ty là thôi sớm hoàn thiện con đường này. Tới đây sẽ về thực hiện nốt cái ứng ra để làm nốt cho xã. 2-3 tháng nữa là công ty sẽ về hoàn thiện nốt. Lẽ ra khi lập dự án địa phương cần khảo sát, cân đối, tính toán phương án sao cho thực hiện hiệu quả công trình, đảm bảo tiến độ cũng như mục tiêu dự án. Người dân rất mong chính quyền xã sớm có giải pháp hoàn thiện dự án để nhân dân đi lại được thuận tiện, an toàn.